Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một quyển truyện Chú Mèo Mè Đến Từ Tương Lai, quyển 18. Và hôm nay mình xin đọc tập truyện Tiền Từ Trên Trời Rơi Xuống. Con không thèm nữa. Sao? Cậu xin ứng trước tiền quà nhưng mẹ từ chối hả? Theo quy định, mai là ngày nhận tiền của tớ. Vừa mới mở miệng mẹ đã chặn ngay. Định mè nheo, sớm có mỗi một ngày, hả có một ngày thì dám mà chờ. Hu, cậu xem mẹ nói vô lý đấy. Có vô lý đâu nhỉ? Hôm nay là ngày phát hành tạp chí thiếu niên. Bạn bè tụi nó đọc cả rồi, chỉ mình tớ là tụt hậu thôi. Có thế mà cậu cũng làm to chuyện, chỉ cần mua được tạp chí là cậu hài lòng chứ gì? Cậu cho tớ mượn tiền hả? Đây là tập chi phiếu tương lai. Chi phiếu là gì vậy? Cậu viết vào đây số tiền cần dùng rồi ký tên. Phía dưới là có thể mua bất cứ thứ gì. Mỗi ký là xong à? Đúng thế. Nhớ là cậu chỉ được mua một cuốn tạp chí thôi đấy. Tẹo nữa cho tớ ké với nhé. Dễ dàng thế ư? Mẹ ơi, chi phiếu là gì hả mẹ? Những người có tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng nhưng không muốn đi rút thì viết số tiền và chi phiếu để người nhận tấm chi phiếu mang ra ngân hàng chuyển thành tiền. Nghĩa là phải có khoản tiết kiệm đúng không mẹ? Tất nhiên tiền có phải trên trời rơi xuống đâu. Vậy là Doraemon đã lừa mình rồi. Tạp chí cuối tuần này hay lắm đấy. Cậu vẫn chưa đọc hả? Kệ, cứ thử viết 150 yên vào đây rồi ký. Thình thịch, cho cháu mua cuốn này. 150 yên cháu ạ. Đây ạ. Nè chú bé, biết nghe là không được mà. Cháu trả lại cuốn tạp chí đây ạ. Tờ chi phiếu này trị giá 1.500 yên. Ờ nhỉ, cháu viết thừa một số không? Bác trả lại cho cháu 1.350 yên. Cảm ơn cháu nhé. Thật không thể tin nổi. Ký rẹp một cái và mở giấy là xong. Tập chi phiếu này có thể dùng được bất cứ đâu không nhỉ? Ôi, mình muốn có cái mé này lâu lắm rồi. Tấm chi phiếu ấy không mua được những thứ đắt tiền hả bác? Đâu có, cảm ơn cháu nhé. À, mua được rồi. Đây là mơ hay là thực nhỉ? Từ nay có tập chi phiếu này, mình muốn mua gì cũng được. Cho dù là món đồ đó có đắt đến mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu đi nữa, mình là người giàu có nhất thế giới. Nói vậy tâm thần hay sao ấy? Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.